Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về công dụng của miến rong nhé, đối với sức khỏe mà ít ai đã biết đến các bạn nhé. Nhiều lúc chúng ta không để ý đến công dụng của nó rất là tuyệt vời ạ. Có thể nói rằng nó là một loại thực phẩm mà chúng ta có thể ăn hàng ngày của người Việt nhé. Nó chế biến rất là đa dạng các bạn, và bởi bên cạnh cơm trắng thì chúng ta có thể, khi mà chán thì chúng ta có thể ăn miến, bún, phở hay là bánh canh ạ. Nếu muốn đổi thì khẩu vị thì các bạn có thể thay thế bằng các món dạng sợi như miến rong như thế này các bạn nhé. Với thành phần dinh dưỡng của miến rong thì nó gồm có nước hay là calo, chất xơ, protein, tinh bột hay canxi, phốt pho và sắt các bạn ạ. Nhiều người thì đặt câu hỏi là, với một câu hỏi thường hay được đặt ra đó là ăn miến rong được làm từ cái nguyên liệu gì để làm ra miến rong các bạn nhé. Đấy các bạn, như mình mua miến rong thì mình thường hay mua miến rong của những thương hiệu hoặc là những người mà quen ấy, thì họ sẽ chỉ cho mình cái miến ngon tốt nhé. Nhưng nếu như mình mua miến này nhé thì là mình mua miến nào này, phẩm màu không có nhé, không với những cái không hóa chất và không chất bảo quản. Đấy, và sợi miến sẽ không được chất thảo trong ấy nhé, nó hơi đục. Thì miến này là miến không có chất tẩy rửa, 100% là bột củ rong riềng các bạn nhé, với các thành phần dinh dưỡng họ ghi ở dưới này. Đấy, khi mình mua là cứ chọn kia sản phẩm nào uy tín và chúng ta dùng nó sẽ đảm bảo các bạn nhé, không bị lẫn tạp chất ạ. Có một số chủng loại miến như miến phổ biến đó là miến rong các bạn nhé, có thể nói nổi tiếng và được yêu thích của nhiều hơn cả miến rong được làm từ bột củ rong riềng đấy các bạn ạ. Quá trình sản xuất của miến này thì cũng rất là cầu kỳ, từ củ bột củ rong riềng họ gọt vỏ sơ chế rồi xay nghiền ra, xong đó mới lại lấy cái tinh bột thì các bạn ạ. Sau khi tinh bột khô bắt đầu mới lấu lên hoặc phơi khô đi, xong kéo cắn sợi các bạn nhé. Đặc trưng của miến rong riềng đấy các bạn ạ. Tác dụng của miến rong riềng không chỉ cứu nguy khi chúng ta ăn ngán cơm trong những ngày không thích ăn cơm nhé. Nguyên liệu ẩm thực này thì còn là mang lại lợi ích với sức khỏe. Dưới đây là một số tác dụng của miến đối với sức khỏe. Và các bạn sử dụng hợp lý đúng cách thì rất là tốt đối với cơ thể các bạn nhé. Cái tác dụng thứ nhất của miến rong đó là làm mát cơ thể các bạn ạ. Vốn được sản xuất từ củ rong riềng là loại củ có vị ngọt và có tính mát, lên miến rong thuộc nhóm thực phẩm có đặc tính thanh nhiệt làm mát cơ thể rất là hữu hiệu nhé. Cụ thể vào những ngày thời tiết oi bức, bạn có thể kết hợp miến rong này với các rau củ tươi mát để chúng ta có thể làm những món ăn giải nhiệt ạ. Ăn ngon miệng hơn và cảm giác không bị mệt mỏi nữa ạ. Với lợi ích thứ hai hay công dụng thứ hai mà miến rong mang lại cho chúng ta đó là kích thích tiêu hóa, nhờ có tính hàn mát lên các món ăn từ miến cũng có khả năng kích thích tiêu hóa, hỗ trợ cải thiện những chứng đầy bụng, khó tiêu hay là tương đối là nó hiệu quả khi chúng ta có thể dùng miến rong như vậy ạ. Cái công dụng thứ ba đó là cung cấp năng lượng cho cơ thể các bạn. Theo phân tích thì giá trị dinh dưỡng hay hàm lượng dinh dưỡng của miến này là tinh bột được tìm thấy, và trong miến rong có khá dồi dào, trung bình cứ 100g miến rong này thì chứa 82g. 82g nhé, thậm chí nó còn cao hơn cả gạo tẻ thường. Gạo tẻ thường các bạn chỉ có 76,1g thôi các bạn ạ. Lượng chất này sẽ góp phần quan trọng tạo ra năng lượng để duy trì sự sống của tế bào ở khắp các cơ quan trong cơ thể của con người chúng ta. Thứ tư nữa là công dụng của miến rong này mang lại cải thiện vận động các bạn ạ.
cùng với tinh bột, chất xơ và miến rong, còn cung cấp các nhóm khoáng chất cần thiết cho hệ vận động nha, điển hình như canxi, phốt pho hay các vi chất sắt các bạn ạ. Theo đó, khi vào cơ thể nha, chúng sẽ gắn kết với tế bào xương, thúc đẩy tăng độ khoáng xương ạ, và duy trì hệ xương khớp mà được mạnh khỏe hơn khi chúng ta dùng miến rong này nhé. Đấy, với bốn công dụng tuyệt vời mà miến rong mang lại đối với sức khỏe. Và cũng có một số câu hỏi khác là hỏi là khi ăn miến rong có béo không các bạn ạ? Miến rong là một loại thực phẩm thường được xem xét là thêm vào thực đơn để ăn kiêng ấy, giảm cân, bởi lượng calo của nó không quá cao các bạn nhé, chỉ đạt 332 calo trên 100g miến các bạn ạ. Tuy nhiên bạn cần phải lưu ý rằng với hàm lượng tinh bột của miến này thì lại khá cao, cho nên là khi các bạn chế biến các món ăn ấy, cần phải chế biến khoa hợp nhé, và kết hợp với tập luyện để cho nó đốt cháy cái năng lượng trong khi chúng ta ăn miến rong ấy, vẫn khiến bạn bị tăng cân vèo vèo nếu mà chúng ta không kết hợp giữa ăn uống và tập luyện nhé. Miến rong này thì các bạn có thể chế biến thành các món ăn như xào với lòng gà, hay xào với miến măng gà, hay là gỏi miến đậu hũ, hay là miến hấp cá hấp, miến nươn, hay là miến canh miến ấy các bạn ạ. Rất nhiều món có thể làm từ miến các bạn ạ. Và câu hỏi là ăn miến rong hay bị cồn ruột ấy, thì phải làm sao ấy các bạn ạ? Có lẽ là không ít lần khi các bạn ăn miến ấy, thì lúc bụng đói sau khi ăn thì thấy nó có miến rong nó cồn cào ruột ra lại, vì cái lượng tinh bột của nó rất là giàu nhưng nó lại nghèo cái chất đạm ấy các bạn ạ. Cho nên khi hấp thụ vào người chúng ta ấy, nó quá nhiều tinh bột từ miến sẽ dẫn đến tuyến tụy của chúng ta hưng phấn á, tiết thêm chất insulin làm giảm nồng độ đường huyết, sẽ gây ra cái lượng đường nó thiếu trong máu ấy, gây ra chúng ta cảm giác đói bụng nên là rất là cồn cào khó chịu ạ. Chính vì thế khi ăn miến rong thì các bạn hay bị cồn cào ruột, các bạn phải kết hợp chú ý đến thực phẩm này với những cái thành phẩm chất có giàu chất đạm như hay là protein nhé, như ăn cùng với lấm hay thịt để nhằm giảm bớt cái cơn đói đi các bạn ạ. Và một số lưu ý khi chúng ta dùng miến rong các bạn nhé, các bạn chọn mua miến rong thì như mình nói là phải mua những nơi uy tín ạ, không ăn quá nhiều nhé. Và khi chúng ta chế biến món ăn phải ngâm trước khi ăn. Người bị tiểu đường cũng không nên ăn miến ạ. Khi bạn bị tiêu chảy cũng hạn chế ăn miến nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn công dụng của miến đối với sức khỏe và những câu hỏi mà cần đặt ra nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ.